Hôm nay Danh sẽ dẫn mọi người đến gà cá nổi tiếng nhất Cần Thơ mà ai đến Cần Thơ chắc chắn cũng muốn đến đây thử một lần. Và đặc biệt hôm nay Danh có hẹn với một người bạn đã trò chuyện rất là hợp trên LinkedIn. Bạn ấy bảo chưa đến Cần Thơ bao giờ. Vậy thì mời bạn đến miền Cần Thơ rau trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về. Vâng, xin cảm ơn tình yêu nồng say của mọi người dành cho bé Danh ạ. Và bây giờ chúng ta sắp đến bè cá Bảy Bon. Đây là thành quả của ông chú bà thím Danh sau 25 năm không ngừng phấn đấu nỗ lực. Ở đây chúng ta sẽ được thấy những loại cá quý hiếm, nhưng mà cái sụt Danh quay bị mất rồi. Mọi người xem đỡ như đây nha. Một vé vào có 30 cành và tại đây bạn sẽ được hướng dẫn viên du lịch dẫn đi tham quan rất là nhiều nơi. Và đây là cá koi, mình có thể massage thư giãn nè. Khép lại, ăn hồi chút khép lại nha. Rồi sướng. Cái này nếu mà chân chịu không nổi thì thôi mình để tay trước. Nói chung khúc đầu thì sợ nhưng mà lúc sau thì thích nha. Bạn mà Danh quen trên LinkedIn á, bạn ấy nói thích chả cá này nhất cũng biết thưởng thức quá chứ. Chả này làm từ 100% cá thác lát mà, đâu có pha bột đâu. Ở đây một ngày ông chú bà thím mình tiếp từ 3 đến 500 khách. Có rất nhiều đoàn khách từ Hà Nội bay vào. Một phần vì tò mò về cá, một phần vì ngưỡng mộ ông chú mình. Hầu như mọi người ai cũng mê ông chú mình kể về quá trình nuôi cá. Và đặc biệt những con cá này đều có chức năng khác nhau. Rồi Danh ngồi nghe mà mê luôn á. Còn đây là cá thác lát nuôi thương phẩm nè. Ông chú mình có nhà máy chế biến luôn, cho nên chất lượng chả cá là khỏi phải bàn. À mà mọi người kết bạn với Danh trên LinkedIn nha, biết đâu mình lại được gặp nhau ở ngoài nè.